ngày 17 tây tháng 8 năm 2024. Clip này là 315. Tại núi Thiên Long Sơn. Bữa nay nhiệt độ rất là tốt, khoảng 22 độ. Nghĩa là ở này cũng cỡ như ta 73 74 độ. Khí hậu kali rất là tốt. Không có nóng cũng không có lạnh. Hôm nay thì mình nói cũng nói quá nhiều rồi. Nước Việt Nam sẽ có một cái bài thơ gì đó. Miền Bắc thì bị gì đó. Rồi Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Thì trong những từng cái tiếp, dùng cái chữ tuần, thì sẽ có một cái trận chiến do Trung Cộng khởi tấn công nước Việt ba miền. Thì bển hiện giờ bữa giờ cũng nói vụ này hoài, giờ nói lần cuối luôn á, cái này chắc tới ngày cuối cùng luôn rồi. Anytime có nghĩa là Mỹ, nó gọi là Mỹ là anytime, Việt Nam gọi là bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ con thấy trên mạng á, chuyển quân quá trời á, thì cũng y như lời cho phụ nói, thiên tử xuống trần nói đâu chúng đó, chỉ thương nước Việt nói tiếng Việt cho người Việt để mà lo thôi. Mua gạo, mua mì gói về quê, mua mớ thuốc men vậy đó, chuẩn bị. Chứ đừng mê mốt mà nói sao không ai báo cho mình biết. Nó có báo rồi cũng lơ nữa. Người bây giờ bận rộn dữ lắm, cứ lo chuyện của hành của tỏi chứ không có lo chuyện sanh tử nữa. Chuyện sanh tử là chuyện nhỏ. Tại vì cái mạng sống của người Việt bây giờ người ta không có trân trọng. Còn cái mạng sống của con chó ở Mỹ này nó còn quý hơn cái mạng sống của dân Việt. Đây mấy con nuôi chó đi, nó mà bệnh cái thôi lăn xăng hết trơn á, bận rộn điên cuồng, dẫn nó đi chích ngừa, chích thuốc, chở đi bác sĩ, mỗi ngày phải đè họng nó xuống cho nó uống thuốc. Còn Việt Nam mình hả, chết đem nhà thương, không có tiền dục ra, không có tiền hối lộ cho y tá bác sĩ, không thèm ngó bệnh, máu đổ trước mặt nó cũng không thèm ngó. Cho nên cái value, cái sinh mạng của người Việt Nam không có quý bằng cái sinh mạng của con chó ở Mỹ. Nói thì mất lòng đó nghe, mà nói thiệt á. Ở đây mỗi ngày sư phụ họp với mấy vị ở trên trời mỗi ngày, cho nên sư phụ biết rất là nhiều thứ, mà có thứ không có thể nói được, chỉ nói chung dung để cho mọi người có sự chuẩn bị thôi. Lời của thiên tử nói, lời của Chúa Giêsu nói, không bao giờ Chúa Giêsu nói lão. Vì thương chúng sanh mới ngồi đây, chứ không thương chúng sanh không có ngồi đây để cho chúng sanh sỉ giả xiên tạc. Chuyện của thiên đình, chuyện của gia đình của thiên đình, chuyện của Phật mẫu đưa muội muội Thượng Bình tới đây, hay là chuyện của cha sắp xếp cho sư phụ trong tương lai như thế nào, công chúa Thượng Bình, công chúa Quyền Cháu, đó là chuyện riêng của thiên đình. Các ngươi chúng sanh lấy tư cách gì mà xía vô để phán xét, thân mình lo không xong. Thấy tức cười không? Chẳng qua là ma quỷ nó muốn chiếm qua địa cầu này, lấy luôn cái chức của cha, nó muốn làm cha của sư phụ á, thiên ma. Nhưng mà làm gì, cha của sư phụ là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là người sáng tạo ra tất cả 96 là dạng ức linh căn, là con của Thượng Đế. Tất cả các Phật ở đây đều là con của mẫu mẹ. Mà thiên ma nó muốn xuống đây, nó muốn chiếm qua địa cầu, nó muốn lấy quyền hành, nó lấn ép sư phụ, và nó muốn đặt để sư phụ, và nó kéo phe, kéo một đống theo nó. Đúng là cái thế giới này ma quỷ. Nhìn cũng tức cười.
hôm nay nói nhiều cũng vậy, bây giờ mình không nói, mình chỉ đọc lại những sấm cơ. Tại vì tại sao mấy cái này nó cũ nhưng mà hôm nay nó lại mới với những người mới, mà nhất là bây giờ khi nước Việt càng lúc càng khổ càng xáo trộn, thì những cái lời sấm cơ của những vị Phật, những vị Bồ Tát hàng nghìn năm, tất cả trên thế giới, kinh điển, từ kinh điển Khải Huyền của Công giáo, những nhà tiên tri lỗi lạc của thế giới, cho tới Thư Bối Rồ Lu Bá Ôm, cho tới Sấm Chạng Trình, rồi gần đây là Ngũ Đại Trình Thừa Sư Giải Bóng Khoai, Đức Phật Thầy, Đức Phật Chùm, cũng đều nói về một người duy nhất, đó là Chuyển Lưng Thánh Dương, đó là Chúa Su Reborn, đó là một vị Minh Dương trong tương lai của nước Việt, đó là một thiên tử của nước Việt, đó là con của ông trời. Cái quả địa cầu này chỉ có một người duy nhất là con của ông trời thôi, ai mà nói người thứ hai á, đó là ma quỷ, đó là lời thật. Ông trời không có lý do gì mà trái đất này nhỏ chút xíu à, mà không có lý do mà gãi một đống ở ngoài kia thiên tử, đó là toàn là thiên tử giả. Còn pháp môn tu mà đi về trời chỉ có kinh Thiên Tâm duy nhất, ai bỏ dấu hiệu Thiên Tâm xuống, người đó chối bỏ sự vĩnh hằng của mình khi về trời. Ai mà không biết ông trời thì người đó sẽ không bao giờ được về trời. Câu này được nói luôn á. Ai không biết ông trời thì đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát được cái cõi ta bà vỡ khổ ải này. Phật chỉ là một công thức để mình tu thôi. Ok, bây giờ mình đọc tiên tri nha, chứ hồi nói mất thì giờ còn đọc cái này cũng lâu lắm. Cái này đọc dạng giống như lượm nhạc á, thì nghe thì cứ nghe. Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phò trì cây cỏ cũng thành binh. Nhân tranh giữ phận chớ than, Minh Dương xuất thế mới an dân lành. Minh Hoàng chưa ngự đài mây, gẫm trong thế sự còn đầy gian truân. Ngày Đại Thù chưa về nước, nước Việt cũng còn lộn xộn. Đó là cái câu vậy đó. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc vương. Có nghĩa là phải gắng tu tập để vào Thượng Quân Thánh Đức, để gặp được sư phụ, để mà dự cái ngày sư phụ đăng cơ ở nước Việt và Đức Thầy xuất hiện, thì những cái người có phước sẽ có ngày đó và sẽ mở cái hội Long Hoa. Đó là câu ý như vậy đó. Lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng khôn ngồi, thảm thương Lê Thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quý yêu bá tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho dạ được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lúc đó đó sư phụ mới 12 tuổi, trên thiên đình sư phụ có 12 tuổi thôi, xuống trần sư phụ là 50 mấy tuổi. Là cái xác này, cái nguyên thần của sư phụ, cái chân dung của thiên nhãn rất là đẹp trai, là một teenager. Sư phụ đúng có 12 tuổi. Công chúa Huyền Châu khoảng 5 tuổi, con của Long Dương. Công chúa Thượng Bình khoảng 8 tuổi. Thì ba đứa trẻ thôi mà mang thân người thì nó mau già để theo thời gian. 3 ngày dưới hồng trần, 3 ngày trên thiên đình, là dưới thế gian này mấy chục nghìn năm, sư phụ tái sanh rất là nhiều đời vua, từ thời vua Thần Nông cho Huỳnh Đế cho đến vua cuối cùng là vua Minh Mạng của nước Việt, làm vua rất là nhiều. Cho nên sau này về làm vua là cũng là mấy vị nói là ngài đã từng làm vua quá nhiều rồi, cho nên ngài có nhiều kinh nghiệm sở trường của mình. Nên Minh Dương xuất thế an dân, sau này sẽ có vua thì dân mới an dân được. Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan. Nhân sinh sẽ hiệp một đàn,
hình rồi lại hết hình rồi lập nhân hoàng hội ra, khuyên sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp chí cột đồng nhà Nam. Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cội thành ba. Chớ mong yết thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia. Cả kêu lớn nhỏ quầy dìa, cả kêu lớn nhỏ quầy dìa có nghĩa là khi phụ về là 6 triệu chấm hiền mà Đức Thầy với cha đã gãi khắp thế giới gần mấy chục năm nay đó, sẽ đều đi về hết. Thì câu này Đức Thầy nói nè, cả kêu lớn nhỏ quầy dìa đó, trên hòa dưới thuận, chớ lìa chớ phân, tức là sau này nước mình sẽ đoàn kết đó. Long Hoa Hội ân cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dọc dãy chân. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thái sự lẫy lừng nạn tai. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, tam thiên lục bá khắp tràn hại dân. Đến Thân Dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quan. Tiếng than luyện ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Khuyên sanh chúng gán ghi mối đạo, lòng hàng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên Thân Dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền gán nhịn đừng than. Đến nay gần buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi. Đến Thân Dậu cơ trời hé lộ, hết binh đao quy cổ diệt kim. Gia vô bế hội im liềm, lập thành mối đạo, tức là đạo thiên tâm á, lập thành mối đạo rõ điềm xưa kia. Thì dân chúng danh bia hậu thế, tức là sư phụ lập ra đạo thiên tâm, tức là lên lớp đạo công giáo, cũng là sư phụ. Ngày xưa sư phụ lập đạo công giáo 2000 mấy năm về trước, hôm nay sư phụ lập đạo thiên tâm cũng cùng một người ở trên cho biết. Thì sau này là dân chúng sẽ danh bia hậu thế, nhưng mà sư phụ thường nói trên mạng, khi sư phụ ra đi không muốn giống như Chúa Giêsu, cũng không muốn giống như Mohammed mà để lại con cháu thánh chiến. Thì muốn mấy con mà có thương sư phụ để cái hình trên tường thôi, cũng như bạn bè thôi. Không ai được đốt nhang, không ai được kêu tên, chỉ thờ cái Thượng Đế thôi. Hiểu không? Tại vì sư phụ đi rồi á, sẽ không bao giờ quay về trái đất. Cha có nói, cha đang giao cho phụ một cái nhiệm vụ rất là lớn ở một cái hành tinh khác. Ở đó dân số á, họ tới mấy chục tỷ người á, mà họ không có đạo và cũng không biết tu. Còn cái quả địa cầu này có 8 tỷ người, nhưng mà trong đó nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì còn có một chút để mà fix được cái quả địa cầu này. Sư phụ giống như là engineer troubleshooting gì đó, nó hư là tới đó để chỉnh rồi lập cái đạo đó, để cho dân ở đó từ từ hiền. Mục đích là 3 ngàn chúng sanh ở ngoài địa cầu á, họ cũng như người trái đất mình thôi à. Họ cũng cần có tu, cũng cần phải đi về trời, tại linh hồn mà. Có con hôm nay đầu thai ở Nam Thiện Bộ Châu, nhưng mà khi chết rồi có thể đầu thai ở Bắc Cu Lu Châu. Là những cái người thành tinh, người xám rồi đó, họ cũng là neighbor của mình á. Họ cũng gần mình. Thì dân chúng, danh bia, hậu thế, Phật Thánh Tiên, kiềm chế lập hành, diệt tà lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt nam thành sử phân. Ba màu tức là cờ vàng ba sọc đỏ đó, sẽ khi mà không còn cờ đỏ sao vàng trong thời gian đầu,
Thu nghĩ có thể là tính tuần hoặc tính tháng. Tại nó chỉ là tạm thời cái lá cờ để đưa 6 triệu người về, hợp thức quá. Rồi sau đó mình mới họp toàn dân lại ở trong nước và hải ngoại với những người trí thức để mà chọn lá cờ mới. Chứ Thu không có nói lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ bại trận. Đã absolutely rồi. Nhưng nó sẽ có hữu dụng một thời gian đầu. Cái nào Thu nó rõ ràng cái đó. Ở trên nói làm sao Thu nói như vậy. Cho nên Đức Thầy có nói là cờ vàng, cờ đỏ ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng treo khắp nước. Có không treo lá cờ đó 6 triệu người sao dám về. Cho nên cái nào mình nói cho đúng. Chứ không có chứ hộ sanh ra không có phải là gì cộng, cũng chẳng phải quốc gia, cũng chẳng phải Tô Lâm, cũng chẳng phải Phúc, chẳng phải Dũng, chẳng phải Trọng, không phe nào, cũng không phe WHO nữa, cũng không có thuộc về nước nào. Chỉ con của ông trời đứng ở giữa thôi, để mà làm cho cái quả địa cầu này neutral trở lại, cho nước Việt đoàn kết trở lại thôi. Chỉ có giành lại độc lập nước Việt khỏi tay Trung Cộng. Nó bây giờ là lăm le để mà tiêu diệt nước Việt á, xóa sổ nước Việt á. Không có sở hữu á là mệt lắm á. Nhưng mà khi nó làm như vậy nó cũng sẽ có cái hậu quả bị trời phạt. Khi ăn hiếp một nước Việt có thiên tử đầu thai sẽ bị trời phạt lại là chia năm xẻ bảy mãi mãi đó. Trở lại thời Đông Châu Liệt Quốc á. Một nước mà có con trời đầu thai không phải là chuyện bình thường á. Tại vì ăn hiếp sư phụ có nghĩa là ăn hiếp tất cả thánh thần trên trời, ăn hiếp tất cả thiên binh thiên tướng, đúng không? Tại mấy vị sau lưng sư phụ mà. Sư phụ bước chân Việt Nam đâu phải là Ngô Tuấn Kiệt bước chân về. Sư phụ bước chân vô là cha ấn chứng là tất cả thiên thần ở trên trời, là Thiên Long Bát Bộ và tất cả hồn thiên trong núi nước Việt sẽ phù hộ vô cho nước Việt. Còn bây giờ sư phụ còn ngồi ở đây, nước Việt cứ đấu đá cho đã. Tại đâu có gì nào mà hộ gọi là mạnh tay đâu, cũng gia hộ chút chút. Cho nên ở ngoài mặt đời đừng có tưởng là một người là một người. Sư phụ là lãnh đạo, là dẫn đầu của đoàn quân của tất cả thế giới vô hình và hữu hình. Cho nên sau này mấy vị nói ngài đăng cơ là cho để cả thế giới biết là con trời khai thiên, để sau này người ta dồn về nước Việt là một nước thánh địa, là có con của Thượng Đế xuống. Và sau này nước Việt thành cường quốc là nhờ có sư phụ đầu thai xuống. Những quốc gia khác trên thế giới đâu có. Giờ đi khắp hết đi, đâu có đâu. Còn những cái nước giàu như dầu hỏa Ả Rập Saudi rồi mấy cái đó chỉ là phù du ảo ảnh thôi. Nó không có dìu dắt nhân loại đến đại đồng, hòa bình, hạnh phúc. Việt ta lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt, tam thành sự phân. Trong tam giáo ân cần mở đạo, trường ngoại bang phục đáo như xưa. Phật tiên vận chuyển lọc lừa, chúng sanh gán nhớ muối dưa hội này. Trên cùng dưới xâm dày một buổi, dựng 12 mai rủi mới hay. Làm cho rõ mặt râu mài, thượng quan hồi phục là ngài an cư. Cuối thân dậu y như thượng cổ, thời nhân sinh hết khổ đến mai. Đế vương xuất thế là ngài, tức là sư phụ, đế vương xuất thế là ngài. Dậu thân bình trị trong ngoài âu ca, phân chỉ rành gần xa để dạ. Chớ đảo điên phải đọ phải xa, nghĩ si cho thấu mới là. Một bầy hồng lạc nay đà thảnh thơi, khuyên sanh chúng nhớ lời ta tỏ. Trước cùng sao chỉ rõ mối đàn, nhân sanh giữ phận chớ than. Minh dương xuất thế mới an dân lành. Nam mô nhất thiên thiên ngọc hoàng thượng đế vua cha. Nam mô nhất nhất hoàng thiên đại thánh mẫu vua mẹ. Bài Thiên Lý Ca sám giảng thi giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Uống miếng nước đọc tiếp. Bữa nay cái đầu làm biến suy nghĩ, cho nên lấy sấm cơ của Đức Thầy đọc vậy đó. Tại vì mấy ông bự bây giờ chú trọng đến sư phụ á, mấy ông chỉ nghe sấm cơ đầu ạ, mai mấy ông còn chuyển tâm, còn được cứu gia đình, cứu tài sản ổng.
ông chủ nói gì á, nói năm năm nay cũng dư cũng thừa trên đó rồi. Tiếng đờn không dây, cái này bữa nay mình đọc hết bài này sang bài khác phải không, và ai thích cái nào á thì nghe khúc đó. Nghe anh thuyết pháp giảng đơn, hà sư phụ thuyết pháp rất là giảng đơn quá, mà nghe trỗi dậy tiếng đờn không dây. Đờn đông hòa lẫn đờn tây, thấm vào tim ốc lòng này xót xa. Thương mình thương hết chúng ma, biết bao đời kiếp rời xa mẹ hiền. Lời này là Phật thánh tiên, mong cầu nhân loại quy nguyên tâm hồn. Đạo sâu sao lại ôn tồn, nghĩa là mấy cái đạo ngoài kia làm hình thức không à, Công giáo tới Phật giáo. Đạo sâu sao lại ôn tồn, nhẹ như không khí dập dồn không hay. Nụ cười bí ẩn ngộ thái, nụ cười bí ẩn ngộ thái. Cười đây nhắc nhở đắng cay kiếp người, anh nói chỉ một phần mười. Ai mà đại phước khóc cười lo tu. Mấy con thấy câu này đúng không? Bây giờ cái thằng ăn nhậu, cái thằng mà có chiếc khôn, nó nghe thiên tử mà xuất hiện, cái nghĩa là đời gì? Đời tận thế. Chứ không có tận thế thiên tử làm gì xuất hiện. Ở trên sư phụ đi chơi tung tăng không đã. Trái đất có nạn sư phụ mới hạ phàm mang thân người, Chúa Giêsu mới tái lâm để cứu con của Chúa. Cho nên nó khi mà biết được sư phụ là thiên tử là quản hồn là bỏ nhậu liền. Để câu này nói gì đó, ai mà đại phước khóc cười lo tu, người đâu vĩnh kiếp thiên thu. Sao không chịu lấy ngọc, sao không chịu lấy ngục tù lợi danh. Anh đang biểu diễn thực hành, đã biểu diễn thực hành nè, vừa nói thí tài thí pháp thiện lành khắp nơi. Từ ngày mua cái núi này cho tới Thiên Long Giang tổng cộng là 30 mấy triệu đô. Có nghĩa Mỹ này để giành được 30 mấy triệu đô trong saving tiền mặt đó nghe, chả ớt hết rồi đó, mà đem ra đi cho lại cộng đồng Việt Nam không? Con thấy có một người nào không? Chưa bao giờ đúng không? Yeah. Chùa nào thầy nào cũng đi thâu tiền à. Tới ngày hôm nay cái cục kẹo á của những đứa đệ tử á, thân á, thì cho thủ ăn, chứ người lạ tự nhiên đem hộp kẹo đến tặng thủ cũng không nhận. Giống như kỳ gọi nhỏ gì qua hậu vậy đó, đứa nói sư phụ giống như người thường tặng tặng con tặng, chưa bao giờ thủ nhận quà bất cứ ai nha. Tại vì sư phụ không có muốn đi lên đi xuống để cảm ơn, sư phụ về là về luôn à. Bồ Tát không có muốn mang ơn ai hết á. Tới ngày hôm nay vẫn chưa xin ai đồng nào, nói thiệt luôn á. Còn có những người lên đây bán hình tượng mẹ bự 5.000 đô một tấm, 2 tấm 10.000 trong mọi trường á. Rồi hình nhỏ thì 400-500 đô, cục crystal 500 đô, cứ nghĩa là lợi dụng để mà làm tiền, vừa làm tiền vừa phá hoại. Con thấy cái gì mà hỡi có tiền là có quỷ ma trong đó. Nên nhớ, đến với sư phụ, đến với thiên tâm, đến với cha thượng đế chỉ là cái tâm thôi, cái tâm tốt hay không tốt thôi. Tất cả những người ngồi đây sư phụ đều đọc được cái tâm hết, không có ai mà qua mặt được sư phụ gì á. Có giấu có giỏi cỡ nào nữa cũng lòi ra hết à. Người phàm mà lấy dễ the sao che được mắt thánh. Sư phụ là thánh đó, không là thánh làm sao trị bệnh được nhiều người, không là thánh làm sao biết nói đâu chúng đó. Nhiều đó thôi phải biết sợ chứ. Người ta sợ nhất là lời của thánh nhân phán á, nhất là sợ cái số mệnh của mình, số xui, số yếu gì phải không. Thứ hai là sợ những cái quan chức đại thần giống như Tô Lâm thời nay vậy đó. Nhưng mà cái sợ đáng sợ nhất của con người phải sợ, đó là lời của sư phụ phán, lời của thánh nhân. Có ba thứ con người phải sợ. Thứ nhất là đại quan, là như cỡ Tô Lâm. Tại vì ông có 7-8 triệu công an với gõ cửa nhẹ là phải sợ. Thứ hai là phải sợ cái số mệnh của mình. Nhưng mà cái số mệnh của mình tu mình có thay đổi được. Ví dụ số mình nghèo, số mình chết yểu gì đó phải sợ đúng không? Nhưng mà cái đó thay đổi bằng cách mình sám hối. Cái mà đáng sợ nhất á, mà con người không bao giờ sợ, đó là lời của sư phụ nói, lời của thánh nhân nói. Mà có ai chú ý không? Nếu mà chú ý thằng Nga bây giờ đâu có te tựa, còn có biết nước nó sẽ điêu tàn luôn á. Chung cộng mà chú ý 10 năm trước,
Trung Cộng hôm nay cũng không có nó nổi như vậy, đã lỡ rồi quê không có về được, đánh tới luôn không, mà càng đánh càng xa lầy, có thấy tức cười không? Tại vì không có sợ lời của thánh nhân nói, giống như ông Trump, thù nó quay lại tức là quay lại, còn cái bà Kamala sẽ không bao giờ thắng. Rồi Biden nữa đường nghệ gánh, những gì thù nói là con coi lại, ai mà coi clip cũ á, trúng hết á. Thí tài, thí pháp, thiện lành khắp nơi, Việt Nam ôi thật tuyệt vời, con rồng cháu lạc khắp nơi toàn cầu, rạng danh một bọc mẹ Âu, anh đang nhắc lại có đầu có đuôi, nhìn anh lắm lúc ngậm ngùi, tôi rưng nước mắt sụt sùi anh ơi, biết rằng anh già trống trơn, thí ba la mật đâu cần tôn vinh, vài câu thơ thỏa lòng mình, tự hào con mẹ phục chinh toàn cầu, phục chinh lý đạo cao sâu, từ bi chí dũng bắt cầu thăng hoa, xuất thông tân cụ xăm xa, trên đầu ba tấc mẹ cha đang chờ, tri ân anh mấy dần thơ, ơn người diều dắt qua bờ tử sinh, anh là minh chứng thực hành, công trình công quả lại dành công phu. Phụ ngồi thiền á, mỗi ngày á, 5 giờ sáng ai muốn ngồi thiền kêu tên sư phụ thì cái nguyên thần của sư phụ nó có thể biến hóa vô hạn, nó có thể đi cứu bệnh các con, có thể đi khắp quả địa cầu này, sư phụ có thể biến hóa cả tỷ người cũng được, nhưng mà có nguyên thần đó nha. Còn sát phàm phải ngồi thiền, phải ơn chỗ thì nguyên thần của sư phụ nó mới đi được, cho nên ai mà có chuyện gì cứ kêu tên Thiên Tấn Kiệt là sư phụ tới, cứ thí nghiệm đi, trong mơ gặp sư phụ á. Tôi còn mê tối đèn lưu, mẫu anh là bậc chân tu lưu truyền, anh là bài toán nhất nguyên, đưa người cầu đạo lên thuyền long qua, thượng lai đang tới rất gần, Việt Nam hoàng bản rất cần anh ơi, ước gì tôi được đến chơi, được anh khai ngộ về nơi tiên rồng, tôi không cần đến thần thông, chỉ mong cảnh sống đại đồng an nhiên, quý anh tôi nói luyên thuyên, mong anh nói mẹ đợi thuyền tôi lên, Nam Mô Di Lạc Phật Vương Phú Quý Phật, Nam Mô Thái Tử Thiên Nhãn. Đọc cái này chắc cũng mệt ha, phải có đứa đệ tử mà đọc giùm, nhưng mà ở khổng ngoài kia người ta thích nghe mấy cái thơ này, nhưng mà ta có cái giọng sư phụ là có cái điển thanh đó, cho nên với ai đọc cũng không ta cũng thích sư phụ đọc hơn. Tại ban đêm mà để này nghe đó là chị bệnh ma luôn á, ma nó không có dám đến. Có cái microphone chứ không có microphone nó hình lớn nè. Power on. Bluetooth connected. Remove vocal. Restore vocal. Remove vocal. Hello. Hello. Professional mode. Karaoke mode. Hello. 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 Mệt chấn không được. Hello. Math professional mode. Hello. Hello. Phải tạm được. Đọc tiếp. Này là đờn kêu. Ta về khải lại bản đờn, tử kỳ có thấu thất sơn hẹn hò, đờn kêu bới hởi là trò, thiền cười bến hậu hát hò dòng sông, đờn kêu tìm kiếm lão ông,
là ông trở lại đất đồng Thuấn Nghiêu. Hồi xưa lúc mà Hộ Lạc Cơ phát á, lập lên nhà Chu á, là thời Thuấn Nghiêu á. Hello. Karaoke mode. Cái này nó chỉnh hơn. Hello. 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 Master mode. Hello. Hello. Đó là một kiếp lần vua lúc mà diệt Chủ Dương. Hồi nay Chủ Dương cũng đang đây nè. Đờn kêu trò chết đánh liều, âm dương giấy loạn, khóa hầu thoát thân, đờn kêu lặp lại phóng thần. Mình mượn cái đó đi. Power off. Cái máy mới. Power on. Bluetooth connected. Remove vocal. Master mode. Professional mode. Karaoke mode. Master mode. Hello. Professional mode. Hello. Hello. Này mà đúng. Đờn kêu lập hội phong thần, châu hưng diệt trụ chọn dân lương hiện. Đờn kêu sao xuyếp nào yên, bản môn với loạn tranh quyền để dương. Đờn kêu di lạc Phật vương, diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai. Đờn kêu chỉ hướng Tây Đài, có ông bạch sĩ hôm nay ra đời. Đờn kêu như réo như mời, nam nhi chi chí tìm thời vua cha. Đờn kêu lập hội long qua, nam trung nữ liệt mà phò để dương. Đờn kêu tùng bóng lỗ trương, thập bát chư quốc hồn cường hàng quy. Đờn kêu đấng, đờn kêu các đấng huyền vi, nghe lời lão gọi đồng quy lãnh phần. Đờn kêu mau chuyển sát trần, rao ai lập quốc một lần với ta. Đờn kêu hè đến không xa, non tròn biển cạn trâu qua cày bừa. Đờn kêu một trận không vừa, mặt trời lỗ mọc thớt thưa cáo cày. Đờn kêu không khiếp thì chày, đố là sao khỏi mũi bầy khỏi tan. Đờn kêu lập lại tuồng màng, bủ sơn sửa trị dân an quốc lành. Đờn kêu bá tánh tu hành, tầm trong bốn chữ mới rành đường tu. Đờn kêu tám mùa thu, tùng quân tỏ rèn sĩ nhu chỗ tài. Đờn kêu không nhốt thì mai, tùng quân định đạt một ngày thì xong. Đờn kêu ta ở miền đông, tùng quân chuyển lại dòng sông phước bình. Đờn kêu hết nhục tới dinh, tùng quân lai tái, tùng quân lai tái trạng trình sát đau. Có nghĩa là ông Trang Trình á, tức là Đức Thầy á, là cùng một người á. Câu này nói gì á? Đờn kêu lộ vẻ ông công, tùng quân thiết lại nhà Châu để chờ. Hồi xưa Chùa lập nhà Châu, hôm nay Chùa lập lại nhà Việt Nam, cùng là một vua, tức là Cơ Phát tái sanh. Châu Văn Dương hồi xưa Chùa là Cơ Phát. Đờn kêu sắp tới bây giờ, tùng quân chừng đó ai ngờ lão ông. Đờn kêu có trận cuồng phong, tùng quân nói trước tin ông mặt tình. Đờn kêu tu sĩ sửa mình, tùng quân vốn thiệt họ Quỳnh chuyển cơ. Đờn kêu đừng có ngồi chờ, tùng quân chỉ rõ Cần Thơ thầy về. Sau này ở Cần Thơ lập hội Long Hoa. Đờn kêu định đạt con dê, tùng quân chưa có hẹn thời non sông. Đờn này đờn của lão ông, không dây không phím cũng không oán hận. Ai người hiểu rõ tiếng đờn, đừng cho lỗi nhịp thất sơn hầu kề. Chèo thuyền rước khách đem về, ai mà giữ đặng ai bề hiếu trung. Bồng lai tiên cảnh thung dung, dành cho những kẻ biết dùng lý thiên. Đó là bài của Thầy Sư Dạy Ông Khoai.
bắt đầu đọc tiếp. Qua sắm tìm hiểu vận mệnh đất nước và thế giới. Khi nghiên cứu sắm qua các lời tiên đoán của những nhà tiên tri trên thế giới, chúng ta biết nhân loại và Việt Nam sắp sửa có một sự xuất hiện một nhân vật lỗi lạc với nhiều danh xưng của thế giới và Việt Nam, đó là Thiên tử, Thánh nhân, Thiên sứ, Đức Phật Di Lặc, Jesurubanen vào thời Mạt Pháp. Giai đoạn chúng ta đang sống hiện nay qua sự chọn lựa của Thượng Đế và Trời Phật. Vì vậy, chắc chắn các ngài có cách để biểu lộ cho loài người và Việt Nam chúng ta sẽ biết nhân vật đó là ai. Vì thời cơ và ý trời chưa đến, cho nên chúng ta hãy cùng nhau nhẫn nại và chờ đợi khi thời cơ đó tới. Thế nhưng có nhiều người tự hỏi khi nào thì những sự kiện này xảy ra, có phải là khi nào thấy thiên tai động đất, bão lụt, gió xoáy xảy ra nhiều hơn, tàn phá nặng nề hơn, chiến tranh thế giới xảy ra tàn khốc hơn, ác liệt hơn, kinh tế Hoa Kỳ, kinh tế thế giới hồi khánh kiệt hơn, nhiều nhà băng trở thành ngân khố trống, Iran chính thức lâm trận, Hồi giáo quá kích tổng thánh chiến thế giới phương Tây một cách quyết liệt hơn Nga, Ukraine. Sự chuyển tiếp từ giáo hoàng Benedicto XVI tới biệt danh vinh quang của ngành Olio và vị giáo hoàng kế tiếp với biệt danh là Pedro của thành La Mã. Cái này thì Hồ chỉ lụm nhặt mấy cái bài nói về thời tận thế này để đọc lên thôi, để cho có nhiều người người ta đâu có nghiên cứu cái này đâu, nhưng mà có thể người ta nghiên cứu vô kênh này người ta hiểu lại tóm tắt hơn. Không, ngộ lắm, khi người ta có tiền đi chơi đâu ai rảnh đâu mà vô nghiên cứu ba cái chuyện sống chết này. Đến bây giờ đó, Tô Lâm đi gõ cửa từ nhà đó, lúc đó giờ mới nghiên cứu. Thì ai mà nghe mấy cái này thì là đã là cũ, nhưng mà chỉ là một trong trăm triệu người thôi. Ngoài đó còn có mấy chục triệu người nghe được cái này họ cho là mới. Cho nên mình cũng phải, và đồng thời mình cũng phải nhắc nhở lại mình nữa, chứ không phải mình biết cái là người ta biết đâu. Khi chúng ta thực tâm bắt đầu nghiên cứu về những câu sấm, những lời nói tiên tri trên thế giới từ cổ chí kim, thì chúng ta biết là những lời nói, những câu viết, những lời tiên đoán đó rất huyền diệu, bí ẩn, với những ẩn từ có khi nói rõ ràng, có khi nói mơ hồ, có khi nói trên mây, có khi trên gió, có khi dùng hình ảnh để ám chỉ, có khi dùng những hình tượng rất thật dễ hiểu. Nên mỗi người, mỗi cá nhân có những lý lẽ, cách lý dễ riêng khác nhau. Đôi khi có những ý tưởng tương đồng, giống nhau, hợp nhau, có khi lại hoàn toàn trái ngược nhau. Mà nếu nói đến ai đúng, ai sai thì cũng có thể nói được, nhất là khi có nó chưa xảy ra, vì thiên cơ bất khả lậu. Có những câu sấm ta cho là đúng, ta đoán là nó đã xảy ra rồi. Thế nhưng có một câu sấm đã có sự ngộ nhận hay giải đoán còn mơ hồ, chưa chính xác, tính hư thực ra sao thì chưa chắc chắn lắm. Vì thế lý giải sấm là một việc làm rất khó. Làm sao mà lý giải đúng tất cả những ý, những gì mà các đấng, các nhà tiên tri, những người sấm nói đến, nói ra đâu phải dễ như ta nghĩ một cách đơn giản đâu. Lý giải là quyền của mỗi người, ai thấy gì hay nhận thức của mình ra sao, nên những câu sấm ấy thì cứ nói, cứ viết, còn đúng sai thì hạ hồi phân giải hay chờ xem sự việc nó sẽ xảy ra sau này ra sao, rồi hãy kết án phê bình. Sau đây là những câu sấm của những lời tiên tri có liên hệ đến vị thiên tử thánh nhân đó. Những liệt kê ở đây vẫn chưa hết gì
Còn một số chi tiết khác nữa sẽ được bổ sung thêm sau này nếu cần. Một nhà họ Nguyễn lúc sinh tồn tiên tri cha mẹ đã cách trở, có nghĩa là khi sinh ra ngài, bố mẹ của ngài là một lý do gì đó phải xa nhau. Nam Bắc Hà thời tiết lộ thông, một người Nam Bắc vào một thời điểm cấp bách nào đó sẽ lộ. Kênh Bình Ngọc Thụ Thiên Khê Bắc, có thể tuổi người bạn đường của ngài là tuổi Kỳ. Ngọc Thụ có ý nói đến thiên tử. Bắc Hữu Kim Thành Tráng Nam Tạc Ngọc Bích Tràng Hòa Thôn Đa Quyển Phệ Mục Giả Dục Nhân Canh Hoàng Cái Quý Phương, có thể mẹ của ngài là họ Cái, mà Cái là người con gái Bảo Giang Thiên Tử Sức Bất Chiết Tự Nhân Thành, có thể là đất của vùng đất miền Tây Đồng Bằng Trù Phú An Giang Kiên Giang là nơi thiên tử đã sinh ra. Chừng nào đá nổi lông chìm đồng khô hồ cạn búa liềm ra cho, chừng nào thằng ngốc làm vua thế gian cạo trọc thầy chùa để râu, chừng nào cây sắt chỗ bông tức là âu đàm á, chừng nào chợ lớn hết voi biển đông hết sóng vậy, biển đông sóng dậy cuộc đời lao đao, chừng nào chợ lớn hết voi biển đông sóng dậy cuộc đời lao đao. Bây giờ biển đông á sắp sóng dậy rồi đó. Nguyễn đi rồi Nguyễn trở về, có nghĩa là ngày xưa sư hộ là lập lên nhà Nguyễn, sư hộ là vua Minh Mạng cũng là nhà Nguyễn, hộ đi rồi hộ trở tái sanh trở lại, ý là câu nói vậy. Cái này mình chỉ đọc general thôi, những cái sấm cơ trên Phụ Nguyên Chính Thống, Nguyễn đi, Nguyễn lại trở về, hay Phụ Nguyên Chính Thống hẳn hoi, Phụ Nguyên trời đã định ngôi rành rành, đều nói đến dòng họ Nguyễn. Thác cư một góc kim tinh, phương đồi kinh dịch là phương Tây, hay thiên sứ sẽ xuất hiện ở các thành phố phía Tây nước Mỹ, cái nghĩa là California mình đó. Cái bài này năm 1989 nè. Thời đó rồi mà nói là thiên tử sẽ xuất hiện ở miền Tây của nước Mỹ. Nghĩa là núi Thiên Long Sơn mình chứ còn gì nữa. Nè là thiên sứ sẽ xuất hiện ở các thành phố phía Tây nước Mỹ. Tức ngài hiện nay đang ở những thành phố phía Tây nước Mỹ. Thái Nguyên một dãy là nơi chú mình, tứ bề núi đá xanh xanh, có đường tiểu mạch nương mình ai hay, bốn hụt xúc thế đã chày, chưa chọn được ngày ra cứu nhân dân. Ấy là điềm xúc thánh quân, có những kẻ non trèo biển lội, lánh mình vào ở nội Ngô Tề, có thầy nhân thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh. Câu này cũng biết rồi phải không? Thu về HO hay là đảng viên cũng phải ủng hộ. Cây cỏ là dân chúng cả nước ai cũng ủng hộ. Người nhân thật, Thu đâu có làm gì sai với mọi người đâu. Bây giờ chấp mấy cái tội mà xuyên tạc, chả có gì xuyên tạc. Chỉ có cái Thu đẹp trai nó hay xuyên tạc thôi. Nhưng mà là thôi Thu đâu có bị, đâu có dính cái bệnh sắc ái nữ gì đâu, mà tự nhiên thấy cái đẹp trai cái là nó xuyên tạc. Ngoài ra chả bị lỗi gì nha. Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phò trì cái gõ hành binh, những người phù giúp thánh minh, quân tiên xứ nghĩa chẳng tàn hại ai, phùng thời nay hội Thái Lai, vị tướng nhân sinh ngộ tới vị sư, tỷ nhân vị tướng thình tức vị tôn sư. Trong đó có nhiều người bị lưu đày ra các đảo, chứng tỏ có thời gian ngài ở xa ra khỏi nước, đường đi tìm đất nước tạm dung. Thái Nguyên một dãy là nơi trú mình, tứ bời núi đá xanh xanh, có đường tiểu mạch nương mình ai hay, bốn hụt xuất thế đã chày, chưa chọn được ngài ra cứu nhân dân. Ấy là điềm xuất thánh quân,
Những kẻ non keo chèo biển biển lội, đánh mình vào ở nội Ngô Tề. Có thầy nhân thập đi về, tả hữu phò trời, phò trì cái cõi thành binh. Trong số nhiều người bị lưu đày, cái bài này rất là lâu, cho nên lưu đày có nghĩa là vượt biên, có nghĩa là ra khỏi nước là vượt biên. Rồi trong đó có một thánh chúa Minh Quân cũng đi chung với cái đoàn người đó. Ý là cái bài này nói như vậy. Gian nan chứng tỏ có thời gian ngày rất là gian nan lận đận để tìm đường cứu nước tạm dung. Sơ lược tiểu sử, Đức Phật thầy Tang tên thật là Đoàn Minh Tuyên, đản sanh vào giờ ngọ ngày rằm tháng 10 năm Đinh Mão năm 1807, đời vua Gia Long thứ 6, nguyên quán của Phật thầy Tang tại làng Tòng Sơn, tỉnh An Tịnh, huyện Vĩnh An, phủ Định, trấn Vĩnh Thành, mãi đến niên hiệu Minh Mạng thứ 13 năm 1832. Một chỉ dụ hạ lệnh cho gia định thành các đặc tỉnh An Giang tới hai phủ bốn huyện, thì Tòng Sơn thuộc về An Giang, huyện nay Tòng Sơn nằm về bản đồ thành chánh quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc. Thở nhỏ học hành sinh hoạt thế nào không ai biết, lớn lên rời quê quán có lẽ đi tu, thầy Phật thầy lại trở về làng Tòng Sơn. Sau khi đã xuất hiện tại Gò Công năm Giáp Thìn năm 1844, rồi dân du qua các xứ Mỏ Cày, Bến Tre, Cần Trong, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Gạch Giá và miền Thất Sơn, Phật thầy Tây An thọ 50 tuổi, viên tịch tại Tây An núi Sam vào giờ ngọ ngày 12 tháng 8 năm Bính Thìn 1856. Đức Quỳnh giáo chủ tên thật là Quỳnh Phú Sổ, tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, tức ngày 15 tháng 1 năm 1920. Con Đức ông Quỳnh Công Bộ và thân mẫu là Lê Thị Nhậm, sáng lập đạo Hòa Hảo Pháp ngày 18 tháng 5 năm 1939, viên tịch ngày 16 tháng 4 năm 1947 tại Đốc Vàng Hạ, tỉnh Long Xuyên. Chàng trình tên thật là Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm Tân Hợi 1491, năm Hồng Đức thứ 21, hiền Lê Thánh Tông, quê gốc ở huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Kiến An, nay thuộc Hải Phòng. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm được theo học người thầy nổi tiếng tên là Bản Nhãn Lương Đắc. Bằng tinh thông lý học, đã đem sở học dịch lý và bộ sách Thái Ất Thần Kinh ra truyền dạy cho đứa học trò yêu của mình. Năm 1497, vua Lê Thánh Tông mất, truyền ngôi cho Lê Hiến Tông. Lúc ấy Nguyễn Bỉnh Khiêm sống với cha Đậu Trạng Nguyên dưới thời Mạc Đăng Doanh năm 1530. Con của vua Mạc Đăng Dung chạng trình từ đời ngài từ trần ngày 28 tháng 11 năm Diên Thành thứ 8 đời Mạc Hậu họp năm 1581, thọ 95 tuổi. Hồi lúc đó Minh Khiêm thọ 95 tuổi ha, dữ lắm. Tệ Trung, Bồ Tát Tệ Trung chính là Hương Nhượng Dương Trần Quốc Tản, năm 1252 đến 1313, con thứ hai của Đức Hưng Đạo Dương. Ngài đã từng là đại tướng chống quân Mông Cổ, rồi tu ở núi Yên Tử. Thánh mẫu Gân Hương 1938 là danh xưng tôn kính của công chúa Liễu Hạnh, về quê bà ở Vân Hương, tức làng Vân Cát, huyện Bửu Bản, Nam Định. Nostradamus tên thật là Michael de Nostradamus, sinh lúc chín ngọ ngày 14 tháng 12 năm 1503,
sinh ra và lớn lên tại thành phố Remy, thuộc miền Provence, nước Pháp. Năm 1522, ông theo học y khoa tại Đại học Montpellier và lấy bằng bác sĩ năm 1529. Năm 1537, bệnh dịch lan đến Agen, cướp mất vợ và con ông. Năm 1550, bắt đầu có tập thơ viết về sấm. Năm 1559, ông tiên đoán cái chết của Henry II. Năm 1564, du hành đến Tây Ban Nha. Tháng 6 năm 1566, ông bị phong thấp khớp khá nặng. Ông xưng tội với cha xứ ở Salon ngày 1 tháng 7 năm 1566, tạ thế ngày 2 tháng 7 năm 1566 tại Pháp. Thơ Đức Bình Giáo Chủ. Mèo kia yêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Hiện bây giờ mình đang ở năm rồng, là máu đào sẽ chỉnh ghê nè. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Hỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Câu sấm của chàng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh. Mã đời dương cước anh hùng, tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Thề một người vào khoảng 1500 mấy đã tuyên đoán, tức là ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm, long dĩ xà đầu. Còn Đức Quỳnh Phú Sổ thì đến chừng gồng rắn nói đầu chỉnh ghê. Tức là hai người khác nhau cách 500-600 năm mà nói cùng một cái năm nay là năm con rồng. Thầy con nghĩ như thế nào? Đúng không? Đó là năm nay, tức là 500 năm trước là Đức Chặn Trình là tiên đoán là đúng ngay chốc. Rồi đến sau Đức Quỳnh Phú Sổ là mấy chục năm trước tiên đoán cũng ngay chốc luôn. Thì bây giờ con thấy cả thế giới là xôn xao không? Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh. Xứ xứ nghĩa là khắp thế giới khởi đao binh. Mã đời dương trước anh hùng cận. Mã đời nghĩa là gì? Anh hùng là gì? Ở Việt Nam con thấy cái đứa bé khăn vàng đỏ hay là làm cái gì của đảng cũng là anh hùng không mà. Anh hùng dân tộc, anh hùng thế này, anh hùng Nguyễn Văn Chổi, anh hùng Nguyễn Thị Sáng, cái gì cũng anh hùng không. Mã đời dương cước anh hùng tận, nghĩa là không còn đảng nữa thì mới gọi là tận đó. Thân dậu niên lai kiến thái bình, thì nước Việt Nam mình sẽ có kiến thái bình. Câu sấm của Đức Phật thầy đó em. Mèo kêu ba tiếng bới dân, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha. Cách đây hàng trăm năm Đức Phật thầy đang làm gì biết chúng ta đi khắp hải ngoại mà ngài nói nè, hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha đất tổ của mình là nước Việt đúng không, thì phải trở về. Mà trong khi hàng trăm năm về trước mà mấy vị đã nói rồi, mấy vị thời đó làm gì biết mình đi vượt biên, thời đó ở hải ngoại làm gì có người Việt. Vậy mà tới ngày hôm nay có nhiều người không có chịu đọc lại sách, không có nghiên cứu, cho nên họ chơi họ không biết. Khi không biết á, cộng lại với cái ngã, với cái đời sống xô bồ, bon chen, vật chất, thì họ quên đi cái gốc, họ cứ nắm cái ngọn không à. Rồi từ đó họ bị ẹt. Rồi độc tử. Rồi uống thuốc độc như ông Vũ Đức Tiến, rồi nhảy lầu, tùm lum hết. Là vì không có nghe cái tiếng nói của Kiệt nói. Kiệt đã nói 5 năm nay rồi, nếu mà người nào mà nghe sư phụ nói 5 năm nay, không có chết. Giờ khi người đó nó quá đù thôi, quá vô minh thôi, biết sợ là không có chết. Hải ngoại xa gần thăm viếng quê cha, rồng vương vuốt đón chào vương tử. Cái câu này á, là nói sao bộ nè, cách đây hàng trăm năm Đức thầy nói vòng vương vuốt là con rồng nó có cái vuốt á, vương vuốt đón chào thiên tử. Nghĩa là năm ngoái Đức thầy kêu sư phụ ngồi ngay chỗ tượng của ngài đó, tuyên bố trong cõi vô hình là sư phụ sẽ đăng cơ. Mà đăng cơ trong cõi vô hình đó là làm vua,
thì năm con rộng thì cách đây mấy tháng đó nhớ có clip đó, đó là câu này nè, vong lập lại đời Chúa Ngự Nam Bang. Cái ngày Chúa Ngự Nam Bang thì nó cũng rất là gần, lộ hình con rắn ba khoang trở về đạo Diệu Quy Hèn tu thân, trở về đạo Diệu Quy Hèn tu thân, có nghĩa là tất cả sau này mọi người đều là đạo Thiên Tâm hết. Đạo này đạo quyền diệu của cha mà, do thiên tử lập nữa. Trở về đạo Diệu Quy Hèn tu thân, chó mừng tăng chủ rỡ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đèn hồi hương. Hàng năm sáu trăm năm trước ông Trang Trình làm gì biết mà mình đi khắp hải ngoại mà lên đàn hồi hương nè, chó mừng tân chủ rõ ràng, Việt Nam tiếp bước, tức là sắp hàng bỏ hành lý ở cảng phi trường lên máy bay đó, là sắp hàng tiếp bước lên đàn hồi hương, chỉ có chữ hồi hương này nhá. Thì bây giờ mình cái gì mình cũng sắp hàng hết trơn á nè. Chó mừng tân chủ rõ ràng, Việt Nam tiếp bước lên đàn hồi hương, tức là cứ mua vé máy bay về tăng chân nhất đi, 6 triệu chim hiền về tăng chân nhất, làm cho thành phố Sài Gòn náo nhiệt trở lại. Vui hả? Ngày đó vui lắm á. Hải ngoại hỡi tính sao nghĩa đó, hoặc thi hành hoặc bỏ qua bên, non sông đất nước ai đền, tổ quốc kêu gọi chớ nên dối lòng, thầy tiếp chuyện qua dòng lịch sử, thế giới đang trừ khử quỷ ma, ảnh hưởng thời cuộc nước ta, cơ trời đã lộ thật là huyền vi, nơi đất Thái kinh kỳ sáng chói, tiếp đón người khắp cõi quốc gia, cũng đang chờ đón mùa hoa, hay là tiếp chuyện lợi xa núi rừng. Phải biết đoàn kết thống nhất với nhau, lại từ Bắc vào Nam, như Đức Quỳnh Giáo Chủ đã khuyên chúng ta trong câu sấm như sau: chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân, gương chung nghĩa thánh thần cảm động, rồi có ngày mở rộng cơ quan từ Nam ra Bắc xa ngàn, như lòng phải một mới toàn mưu hay, trừ dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng, làm cho địch thủ rung rung bó tay. Trời ơi, câu này hay á nghe. Để đọc lại coi, câu này lần đầu tiên mới đọc á. Mấy con á phải nghe này á, viết lên giống như đó đó, người ta mới nhớ phải không ạ. Việt Hồng mà giỏi này lắm. Trời, Việt Hồng bữa giờ độ biết nhiêu. Bỏ lên mấy câu mà của Thiên Nhãn nói, ở này thì nói là nhắc Thiên Nhãn là khác nha, Thiên Tấn Kiệt là khác, còn Quyền Châu là khác, Hạnh Thảo là khác, Thận Bình là khác, Mai Thảo là khác. Nó là cái nguyên thần mà sư phụ nói chuyện sư phụ hoài à, mà cái nguyên thần nó khôn sư phụ gấp trăm lần đúng không? Và cho nên mấy người đó là Bồ Tát, còn sư phụ là sắc phàm, cũng là Bồ Tát nhưng mà Bồ Tát sắc phàm, còn cái kia mới là Bồ Tát thiệt. Thì những cái lời mà bỏ trên mạng á, là giống như Thiên Nhãn. Cái nghe lâu lâu mấy thầy trò ngồi chơi cái rượu nhớ Thiên Nhãn ấy, ê bữa nay dù có gì kể cho mình nghe. Cái này người rảnh quá ta đi họp hội tối ngày, tức là họp trong cái cõi vô hình á. Cái lâu lâu cái rượu nói hiền thơi Quyền Châu lên tâm sự với phu quân, tại mình nói chuyện với người ở Long Cung mà có kia mình phải nói theo cái tiếng kia phải không. Cái lâu lâu Quyền Châu nói về tâm sự với sư phụ, chứ mình đâu có nói là anh Thảo em nói chuyện với anh, trời bả nằm nhà bả ngủ mà. Quyền Châu là khác nha. Cái lâu lâu cái kêu Thượng Bình về nói chuyện với huynh thì đó là có mấy cái đó. Cho nên khi mà những cái tiếp chuyện đó đó, nó có những cái câu của mấy cái người đó nói. Chứ sư phụ với Mai Thảo với Hạnh Thảo đâu có nói gì nhiều đâu, còn chỉ sư phụ nói cái này thôi. Cho nên mới mốt mấy con mà nói để là nguyên thần, cái ngoài kia tao có hiểu. Đi hai là một, một là hai. Rồi có là cái tức cười lắm. Cái giống như từng nội á, nội này có cái ông Tây Tạng á, là ông chơi bùa chơi nhãn không?
cái thằng nào của thuộc trưởng là ổng á, thuộc mệt thuộc ở lại cái góc đó ngồi thiền đúng không? Cái thuộc mới hỏi Thiên Nhãn sao lúc đó vô không không dùng thằng thông đuổi trưởng ông lại đi. Cái nói người cũng phải tập cho quen, phải tự lượng sức mình phải không? Thế là ngồi trong này nè, có những người mà cho bùi cho ngã là thằng thông cái thù không có trị bệnh được cho người khác, là cứ lo đối phó người đó không à, rồi nó hao cái nguyên khí của vô bụng. Rồi cái thù mới hỏi Thiên Nhãn chứ nếu như vậy tôi làm gì sai thì vô cũng bị tội vậy? Cái thì điểm tránh liền nha, lập tức không, ngươi có thể là làm sai, ta không thể nào làm sai. Trời, ông nói lại câu vậy đó, tại vì đó là cái sắp phàm thụ làm sai mà cái nguyên thần không thể nào làm sai. Ghê không? Tại vì cái xác phàm của mấy con cũng giống vậy, xác phàm nó có thân khẩu ý, khi mình ham dục ham sân ham si là do cái xác phàm mình, còn cái hồn của mình á nó không có chịu trách nhiệm, nó chỉ chịu trách nhiệm là khi nào nó thấy cái xác phàm mấy con làm sai mà nó chỉnh không được á, là nó làm cho con bệnh liệt ở nhà hoặc là chết sớm để nó đừng có bị tội. Chứ đừng có nghĩ là cái xác làm sai cái hồn lãnh hết đâu à. Trừ khi những người mà quá sức hung dữ, ăn cướp, ăn trộm, giết người á, thì cái đó thì mấy vị dùng cái danh từ gọi là nó đã đánh mất cái linh hồn nó rồi. Còn những người còn lương tri không có đánh mất linh hồn là cái xác phàm bị bệnh trong cái đời đó để trả lại cái quả của cái đời đó, thì cái hồn nó nhẹ tội hơn. Còn cái những người mà giống như gangster hay là tụi mafia thế này nọ đó, là nó hung dữ, là nó đánh mất cái linh hồn đó, nghĩa là nó không có khe cái linh hồn đó nữa, hiểu không? Mà nếu mà con người chúng ta mà sống song song mà vừa hiểu chúng ta có cái linh hồn đi chung với cái thể xác là chúng ta có đại phước, nếu mà chúng ta hiểu rõ như vậy. Còn trình độ mà học hỏi về xuất thế gian hay về linh hồn hay về nghiệp quả đó là tùy theo căn cơ và phước của mỗi người. Chú Hộ là người đã ngộ ra, giống như tụi mình cũng đã ngộ mới hy sinh cho mọi người, mới thương hết vạn vật, thương hết chúng sanh thì mới đi độ chúng sanh. Còn người chưa có ngộ vẫn là cái của tôi, những gì tôi đang có là tôi phải gán giữ, tôi không muốn mất. Đó là những người chưa ngộ. Cho nên trong đó có câu Thiên Nhãn nói chuyện với Quyền Châu á, là khi nào muội biết được cái ý nghĩa của cuộc đời thì lúc ngày đó muội sẽ là người sống hạnh phúc nhất thế gian, hiểu không? Nghĩa là cha thượng đế đã ban xuống cho ba đứa trẻ song hành đi cứu độ chúng sanh, nhưng mà có những người có tiền của, có giàu có, hạnh phúc đầy đủ quá thì họ cứ không đủ thời gian để mà enjoy với cái đó, thì làm sao mà có giờ để mà enjoy đi giống như kiểu sư phụ nàng ngày nào cũng ra đường, cũng lên mạng nói chuyện, thì cũng làm chuyện này chuyện kia, xây dựng này xây dựng kia để cho hậu thế, tức là thương chúng sanh. Một cái việc làm nhỏ giống như ngày hôm qua mình đi mua một đống cây để cho núi á, cũng là cho hậu thế đúng không? Thì là thương chúng sanh mới làm như vậy. Thì trong tương lai núi này nhiều người lên thì hôm nay mình phải trồng, chứ để đến lúc đã trồng biết chừng nào nó mới lên. Sư phụ mua 120 cây bông hồng, sau này tất cả hội thiên trên thế giới về thăm sư phụ, mỗi đứa lấy cái bông hồng là sư phụ tặng hết. Hôm qua sư phụ mua 120 cây á, 120 bụi loại cao vậy nè, cỡ chừng sẻ tay vậy đó, sau này mọc như rừng ở trên này luôn. Ngày hôm qua mấy thầy trò đi mua cây. À, đọc tiếp đi, cái này còn dài lắm. Chừng nào sức mạnh có thừa, diệt trừ kẻ bạo cho vừa lòng dân. Cái câu này phải chiêm nghiệm lại nghe. Gương trung nghĩa thánh thần cảm động, rồi có ngày mở rộng cơ quan, từ Nam ra Bắc xa ngàn, như nhân lòng phải một mới toàn mưu hay, trừ dù có đắng cay ráng chịu, đợi cơ trời kết liễu thù chung, cơ trời kết liễu thù chung, làm cho rõ mặt anh hùng
làm cho địch thủ rùm rùm bó tay. Ủa bài thơ này hay nghe. Nó còn viết bài thơ này bỏ riêng cho nó cho ta đọc. Ở đây Đức Huỳnh giáo chủ muốn nói đến chúng ta qua ẩn ý này là chúng ta sẽ làm rõ mặt anh hùng, tức là làm rõ mặt thiên tử, tức là rõ mặt sư phụ. Thánh nhân khi tìm được ra ngài, đó là thời điểm cơ trời đã đến. Và Đức Thầy đã ca ngợi vị anh hùng này trong câu: khí thiên liêng sông núi nhiệm màu, hung đúc giống anh hùng vang bốn bể. Cái bài này năm 1989 là người cũng ở Mỹ, một nhà báo thì cũng là đạo hòa hảo, thì họ gom lại hết tất cả. Trong thời đó sư phụ chưa xuất hiện thì họ chỉ viết như vậy thôi. Hôm nay sư phụ tình cờ lấy lại trên mạng đọc lại, thì trong những cái năm trước sư phụ chỉ xuất hiện năm 2017-18 ở núi Thiên Long Sơn, trước đó chưa có ai biết sư phụ là ai, đúng không? Thì những cái người mà đi tìm thiên tử, tìm minh dương khắp thế giới luôn á, tìm đủ á, rồi rồng đồ nữa. Thời đó làm gì ai mà biết có rồng, mà hôm nay mấy vị sống chung với mình rất là hiện hữu, đúng không? Rồi sư phụ đang ngồi đây, đúng không? Nhưng mà ở thập niên 90, thập niên 2000 á, là người ở San Jose, những bác già đó bây giờ chắc chết rồi, cũng đạo hòa hảo, họ đi tìm tri cứu theo những cái kinh sấm của Đức Thầy. Thì họ có những cái chủ báo á, họ viết lên báo, họ đi tìm. Thì bây giờ con đọc con cũng hiểu nè. Và một lần nữa chương trình cũng khẳng định nhân vật anh hùng đó trong câu bảo gian thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành, hay những câu sấm khác của chương trình như sau: chó vẫy đuôi đón mừng Chúa Thánh, chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủng ỉnh lợn kêu ngày, hay phá điền thiên tử giáng trần, hay một cơn sóng dậy đất bằng, thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh, hay câu sấm khác của ngài giảng trình như sau: chó vẫy đuôi đón mừng Thánh Chúa, ăn no ủng ỉnh lợn kêu ngài. Khi nào phá điện một cơn sóng dậy, có nghĩa là một cuộc chiến tranh bất ngờ xảy ra ác liệt, xảy ra vô cùng kinh thiên động địa, khiến cả núi đồi sông biển đất đai rung chuyển khắp thế giới, và đã làm một số núi đồi phải chịu san bằng, một số làng mạc, thị trấn, thành phố bị biến mất nên bản đồ thế giới. Cả hai sự kiện này tương đồng cùng lúc biểu hiện, xảy ra trước sau không xa nhau lắm, thì lúc ấy thiên tử mới xuất hiện, mới lộ thân và thế giới lúc ấy mới nhận ra thiên tử của Việt Nam chúng ta là thiên tử của thế giới qua ý trời. Đến khúc này á thì sư phụ sẽ xuất hiện, nhưng mà giờ sư phụ xuất hiện trước để cho người ta có sự chuẩn bị, một số người để ủng hộ. Nhưng mà 35% nước Việt là 35 triệu mấy người thương sư phụ hiện giờ luôn á, đạo thiên tâm. Phần còn lại thì lửng lửng mới cách đây không bao lâu, có những đứa mà ngồi khi sư phụ tiếp chuyện với mẹ đó, Phật mẫu nói sau này nước Việt Nam á sẽ đổi lại hình bản đồ trái tim là trái tim thiên tâm á. Mà bây giờ nước Việt Nam nó ốm nhất à, mà sư phụ không có tưởng tượng. Rồi bữa mẹ nói rõ ràng đó, mẹ nói sau này nước Việt sẽ đổi lại thành bản đồ trái tim, tức là nó lớn khủng khiếp, mà làm sao mà thành được trái tim. Thì bây giờ trong câu sấm có nói sau chiến tranh và thiên tai địa chấn cùng xảy ra một lúc thì nước Việt Nam sẽ biến đổi hình dạng. Thì lúc đó cả thế giới bắt đầu mới chú ý lại nghe những cái lời mà của sư phụ nói ngày hôm nay. Chỉ có sư phụ mới cứu được nước Việt, cứu được thế giới thôi, ngoài ra không ai cứu đâu. Thì nước Việt Nam sẽ là hình trái tim nghe, cho nên là sau này người ta sẽ đeo trái tim khắp cả trước cổ. Bữa nay mình ngồi đọc sấm cơ không cũng lâu rồi, đúng không? Lỡ đọc luôn á.
thì lúc đó đó, ở cái bài này của cái ông này ông viết là người ta mới nhận ra thiên tử của nước Việt Nam qua ý trời, hay những câu sấm bởi sự giáng bút của thiên cơ của Thánh Mẫu Vân Hương, tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh đó, năm 1938 tại đền Ngọc Hồi bên bờ hồ Hoàng Kiếm, cho mừng tân chủ rõ ràng Việt Nam tiếp bước lên đèn hồi hương. Long Hoa vẫn thuở biên cương là con cháu Việt vẫn thường vẻ vang, hay câu sấm của Tệ Trung Bồ Tát năm 1252-1313, địa tạng Chu Ma Bách Tính tôn phục. Tiên tri của Notre Dame cũng lên tiếng ca ngợi một nhân vật sẽ xuất hiện đó trong nay mai, ở vào giai đoạn chúng ta đang sống, với những từ ngữ hết sức trân trọng. Ngài sống hành động trên thuận ý trời, dưới đẹp lòng dân. Trong câu sấm, thiên sứ sẽ thấy ở các phần đất phía Tây nước Mỹ, Ngài sẽ cai trị và nắm giữ các luật lệ trên trời và dưới đất. Không ai thấy sức mạnh châu Á bị hủy diệt cho đến khi con số 7 lên ngôi, lên nói ngôi. Và câu sấm, năm mà con số 7 lớn lao hoàn tất, thời kỳ đó những trò chơi tàn sát lan rộng khắp nơi, không xa lắm với đoạn kết của thiên niên kỷ cuối, khi mà người chết sẽ rời bỏ mộ phần. Người chết rời bỏ mộ phần, tức là thời nay đó, giống như bữa hổm sư phụ sinh cha đó, đưa 50 triệu người về trời, chết vì Covid, chết vì trời sư phụ tái sanh đó, là sư phụ thường thường đó, là tiễn rất là siêu á, Việt Nam mình gọi là siêu đó, bữa hổm á. Thì cái này của ông Notre Dame ông nói nè, còn ông cũng nói là Chúa Giêsu trở lại là từ Á Châu mà, lễ phục sinh, lễ Easter là Chúa trở lại là Easter là Á Châu. Ở hiện giờ bên tờ Thánh Vatican á, cũng biết sư phụ đang ngồi đây á, họ cũng có những nhà gọi là thánh linh thần học họ biết, nhưng mà họ chưa thừa nhận sớm quá, họ cần thêm một chút thời gian nữa. Bữa hôm sư phụ ngồi nói chuyện với ông Pare ở dưới núi mình nè, thụ nói chuyện với ông Peter này nghe, nói chuyện với đủ vị hết, chỉ có Chúa Giêsu thụ nói không được, thì làm sao thụ nói chuyện với thụ được? Còn ông nào thụ kêu tới là cũng tới cho nó, ông nào cũng là ngày không à. Ông Peter mới là vui đó, ông Peter là ông cầm cuốn sách đó, 12 người đệ tử của Chúa đó, đại thụ kêu ông tới là ông tới, ông nói chuyện. Ông nói là bên Vatican ta biết ngài, nhưng mà người ta chưa có thừa nhận. Chứ không phải người ta không có người nhà nghiên cứu đi tìm đâu. Tại vì xưa sư phụ có nói mà, khi ta trở lại không ai nhận được ta. Và ta, khi ta có một cái quốc vương của ta đó, tiếng nói của ta sẽ lan rộng toàn cầu, thì các ngươi sẽ nghe. Bây giờ sư phụ chưa làm vua, sư phụ chưa có nói được. Người nào hôm nay có đại phước hữu duyên lắm mới nghe được bây giờ. Thì những cái gì trong Kinh Thánh nói là y chang, sư phụ không có làm sai. Tại cái cuộn phim này á, là sư phụ đã đóng rồi. Hôm nay sư phụ chỉ diễn lại và người giống như là thua gai để chỉ cho mọi người từ chút thôi. Chứ nó y chang vậy ha. Nếu không y chang á, sấm cơ Đức Thầy hôm nay cũng chặt sao. Bây giờ cũng vẫn chúc, nhiều cái điều chúng hết. Ông ta xuất hiện tại Á Châu và hết sức tự tại tại Mỹ Châu. Đúng rồi, bốn qua nay năm 81 rồi lang thang sống ở dĩa hè, rồi giờ lên làm chủ ở vùng Silicon Valley, là tự tại tại Mỹ Châu, rồi mua cái dãy núi ở bên bờ Tây nước Mỹ là dãy núi mình 500 mẫu nè. Nó thì Notre Dame đã nói nè, cho nên Notre Dame nói cũng chút mà hàng nghìn năm rồi đó. Ông ta xuất hiện tại Á Châu, tức là sanh ra tại Á Châu và hết sức tự tại tại Mỹ Châu. Qua câu sấm, dù được trông đợi từ lâu, Ngài không quay trở lại, Ngài sẽ xuất hiện tại Á Châu, nhưng tự tại ở Mỹ Châu. Và Ngài xuất phát từ căn nguyên Hermes. Và câu sấm, người từ phương Đông sẽ vượt đường xa để tới phương Tây, tức là đi vượt biên đó,
Trên tay người cầm cây thần trượng, cái hũ có cây thần trượng á, cái đó là thần thông lắm, ai bị ma nó thụ đập trên đầu á. Tại vì mấy ông rồng á, mấy ổng kêu thụ làm cái đó để mà mấy ổng ngự ở trong đó, khi thụ đi đâu á thì mấy ổng nhiều lúc nằm trong cái cây, hoặc là nhiều lúc mấy ổng bay đi phải không, mấy ổng có thể thu thân nhỏ lại vô trong cái cây như vậy của thụ. Vậy thụ để nhà bữa chút. Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo, hồi xưa sấm cơ của Notre Dame, họ không có hiểu là đi vượt biên, mà họ chỉ nói là bị lưu đày đi ra các đảo. Thì trong đó có là Thánh Chúa Minh Quân, tức là sư phụ, tức là mình đi vượt biên thôi. Nhưng mà thật sự con thấy á, lúc mà Thái Lan hải tặc đó, nó bắt số người Việt Nam mình đài ra cái đảo Cô La đó, đảo của hải tặc đó, nó cũng là đảo. Nhưng mà ngày xưa người ta không có biết được là rời khỏi nước mẹ rồi đi lang thang khắp thế giới. À đúng rồi ha, đảo Cô Cô, đảo Ga Lăng, đảo Palawan, đảo của Phi á, cũng là chúng á, rồi gọi là đảo rồi. À cái ông này cũng nói chúng là đảo. Đại sư phụ vô là vô đất liền, vô sông La. Ở mà sông La cũng đảo, Polo Bidong cũng đảo. Ủa vậy là ông này cũng nói chúng á. Trong số nhiều người bị lưu đày ra các đảo, có một người sinh tại hai cái răng ở vùng vịnh, họ sẽ chết đói, cây cối bị tuốt trụi lá. Đối với họ đây là vị vua mới, đạo lực mới rèn luyện họ. Và những câu sấm chống lại những người màu đỏ, các tôn giáo lớn sẽ đoàn kết lại màu hồng và giữ bối cảnh chính trị thế giới. Muốn nói lên sự thật, người đó phải ngậm miệng lại, và đến thời điểm cần thiết, người mà mọi người trông đợi lại đến muộn. Giọng nói êm dịu của người bạn thiêng liêng được nghe rõ, ngọn lửa con người cháy rực rỡ để tiếp nhận tiếng nói thiêng liêng. Điều này sẽ làm cho mặt đất nhuộm máu các tu sĩ độc thân và tàn phá các đền thờ thiêng liêng của bọn tu sĩ tà uế. Vào những ngày cuối trước một cuộc tàn phá khác, khi mà giáo hội đồi trụy lên đến đỉnh cao nhất của sự trang nghiêm và cao cả, lúc đó một người phát xuất từ nhánh con từ lâu khô cằn sẽ xuất hiện. Ngài sẽ giải thoát các dân tộc trên thế giới khỏi sự nhẫn nhục chịu đựng và tình trạng nô lệ tự nguyện, và đặt họ dưới sự che chở của Mark. Một người mang nhiệm vụ phá sạch những đền thờ và tôn giáo bị sự ảo tưởng và tham lam biến cải, Ngài sẽ phá hủy các tảng hơn là con người mà tai chứa đầy những hoa ngôn xảo ngữ. Một nhà thống trị thị học và một nhà tiên tri thế kỷ thứ 19, Blavatsky, đã tiên đoán. Một sứ giả tâm linh được gửi tới phương Tây với một thông điệp và tinh thần hoàn toàn mới lạ. Vào thời điểm cần thiết, người mà mọi người trông đợi lại đến muộn, có nghĩa là khi nhân loại phải chịu một tai họa vô cùng khủng khiếp thì thiên tử Ngài mới xuất hiện. Có lẽ lúc đó nhân loại mới bừng tỉnh, mới tỉnh ngộ, tỉnh mộng, mới nhận ra Ngài, mới đón nhận những lời Ngài kêu gọi. Cho nên bây giờ Ngài phải ngậm miệng lại đến khi thời điểm cần thiết Ngài mới xuất hiện muộn, như câu sấm của Notre Dame đã viết: nếu cách đây trên 10 năm ai mở miệng nói Hồi giáo sẽ mở cuộc thánh chiến chống phương Tây, chống Mỹ, thì sẽ bị người ta cho là kẻ điên cuồng, điên khùng, kẻ dở hơi, kẻ ngu si dốt nát, chẳng hiểu biết sức mạnh thật sự của một nước siêu cường. Vì làm sao mà có thể xảy ra được như vậy? Nhưng cho đến hôm nay thì mọi việc đó có thể đã và đang sẽ xảy ra đúng như những gì đã được mô tả, và sự thật của nó càng ngày càng xảy ra vô cùng khốc liệt, đúng như những lời tiên tri Notre Dame đã tiên đoán cách đây 440 năm về trước. Qua những câu sấm tiên đoán sau, giáo phái độc ác của những người Hồi giáo sẽ đến giấu kín vũ khí dưới
và tà áo thụng. Thủ lãnh của nó sẽ chiếm đóng Florence và đốt cháy nó hai lần. Họ đưa ra những người thông minh, sắc sảo nhưng không thể tôn trọng một thứ luật pháp nào. Ai ông ảo chổng kêu tao im giùm. Thời đại đầy hung bạo, chết chóc, bệnh dịch và tồi tệ, một trận tấn công xâm lăng thật khủng khiếp của người Hồi giáo hay trong những trận đánh của những chiếc thùng to xe tăng. Họ sẽ tuyên bố rằng sức mạnh kháng chiến của Hồi giáo, những người mặc quần áo chăn cừu tàn sát ban đêm, đã bị đập tan trên những núi cao, những dòng suối máu trong những thung lũng sâu hay khi lưỡi kiếm kết hợp với cái áo ở sau những đen lên cao nhất, bệnh dịch, nạn đói, chiến tranh, chết chóc. Trong tay các nhà quân sự có thể đến gần một cuộc đổi mới toàn diện hay một quả tiễn cháy rực trên bầu trời đêm gần nguồn sông Rhone. Nạn đói và chiến tranh đến gần, mọi giúp đỡ đều quá trễ khi Iran tổng động viên để xâm lăng Macedonia. Chẳng sớm thì muộn, bạn sẽ chứng kiến những thay đổi kỳ lạ, kinh hoàng, cực độ, trả thù ghê gợm của những thiên thần của mặt trăng, của quy mặt trăng và bầu trời tiến gần đến bàn cân người, gần đến tên cuối cùng của đấng tiên tri sẽ lấy ngày của Diana là ngày nghỉ bình lặng. Một số lượng thật lớn bạc rồng của Diana và thủy tinh Hermes, các hình ảnh sẽ phản chiếu trên hồ. Người điêu khắc tìm kiếm đất sét mới, ông ta là những người theo ông ta sẽ được nhúng trong vàng mặt trăng lúc trong lúc nửa đêm. Người hiền giả tuổi trẻ một mình dưới tâm mình đã thấy điều đó. Học trò ông mong muốn trở thành bất tử thân xác ông rực lửa. Hay câu sấm sau đây của thánh John, tông đồ trong sách Khải Huyền. Rồi tôi thấy thiên đàng mở tung ra và này một con ngựa trắng, một vị cưỡi ngựa được gọi là đấng trung thành chân thật. Trong sự công chính, ngài sẽ xét xử và gây chiến tranh.